Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam sẽ theo mô hình Mỹ hay Trung Quốc. Câu hỏi Việt Nam nên đi theo con đường phát triển của Mỹ hay của Trung Quốc đã được đặt ra từ nhiều năm qua và mở ra những cuộc tranh luận bất tận chưa từng có lời giải. Nhà quan sát Đỗ Thanh Minh mới đây đã có bài phân tích về chủ đề này và đưa ra một nhận định mang tính tổng quát rằng nếu Mỹ đang đứng trước ngã tư giữa thịnh và suy thì Trung Quốc cũng đã đối mặt với nhiều nỗi lo thế kỷ, thậm chí là điểm yếu chí tử gồm các vấn đề lớn như thiếu lương thực, thiếu năng lượng, già hóa dân số và phát triển công nghệ bị lệ thuộc vào nước ngoài. Thứ nhất, Trung Quốc có thể thiếu lương thực lâu dài và thua xa Mỹ về vấn đề an ninh lương thực. Đây là hình ảnh vào năm 2020, Trung Quốc cũng đã phải hứng chịu một đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua và đứng trước nguy cơ mất an ninh lương thực. Bức ảnh chụp vào ngày 6 tháng 7 năm 2020 cho thấy đất nông nghiệp bị ngập lụt ở huyện Thạch Môn, tỉnh Hồ Nam, miền Trung của Trung Quốc. Vào năm 2020, thế giới đối mặt với nạn thiếu lương thực tồi tệ nhất trong 50 năm qua. Nạn đói xảy ra ở ít nhất 25 quốc gia. Nhiều nước sản xuất lương thực hạn chế xuất khẩu. Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc cho rằng kho dự trữ lương thực của nước này đã đầy và các chuyên gia Trung Quốc cũng nói rằng Trung Quốc không thiếu lương thực, chỉ hơi căng thẳng một chút trong việc cân bằng nhưng vẫn có thể tự cung tự cấp. Tuy nhiên, có một thực tế rằng vào tháng 8 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khởi xướng chương trình đĩa sạch và từ chối các bữa tiệc thừa mứa. Phải chăng ông đang cố gắng giảm thiểu lãng phí hay vì tình trạng thiếu lương thực sắp xảy ra? Theo truyền thông của Trung Quốc, nhu cầu lương thực của Trung Quốc vào năm 2020 vào khoảng 700 triệu tấn, trong đó 554 triệu tấn tự sản xuất và gần 150 triệu tấn phụ thuộc vào nhập khẩu. Tuy nhiên, an ninh lương thực đang đối mặt với nguy cơ hết sức lớn. Năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu lúa mì, ngô và lúa mạch, còn đậu tương thì mỗi năm đều nhập khẩu trên 100 triệu tấn. Nhiều địa phương như tỉnh Cam Túc, Hồ Bắc đã được tăng cường tích trữ lương thực và tin đồn về cuộc khủng hoảng lương thực ở Trung Quốc vẫn chưa dừng lại. Trên thực tế, mỗi năm Trung Quốc mất đi khoảng 200.000 mẫu đất nông nghiệp để xây dựng nhà máy, công nghiệp, nhà ở, và diện tích đất canh tác của nước này hiện chỉ còn không đầy 1,5 tỷ mẫu, tương đương 9% toàn cầu. Điều này có khả năng dẫn đến tình trạng thiếu hụt lương thực trong thời gian tới. Ví dụ như tỉnh Quảng Đông, sản lượng lương thực của tỉnh này trong năm 2019 là 12,41 triệu tấn, nhưng lượng tiêu thụ lên tới 51,25 triệu tấn. Tỷ lệ tự cung tự cấp chỉ là 24% mà thôi. Vào năm 2020, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Quảng Đông phá mốc 1.600 tỷ đô la, cao gần gấp 2,62 lần vùng lãnh thổ Đài Loan, nhưng vẫn phụ thuộc nghiêm trọng vào lương thực nhập khẩu. Ở chiều ngược lại, diện tích đất canh tác ở Mỹ rộng lớn, 1,6% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và có thể nuôi sống 340 triệu người dân nước này. Đây là hình ảnh biểu đồ các nguồn nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc vào năm 2019. Hàng năm, Mỹ còn xuất khẩu một lượng lớn ngô, đậu tương, tiểu mạch. Hơn nữa, lượng đất có thể canh tác mà chưa khai thác của Mỹ còn rất nhiều. Một khi cần, có thể sử dụng để sản xuất lương thực. Trong bối cảnh này, sự khác biệt về điều kiện cung cấp lương thực giữa Mỹ và Trung Quốc đặt Mỹ ở thế bất khả chiến bại. Trong khi Trung Quốc cần nhập khẩu lương thực và nếu xảy ra chiến tranh, các tuyến vận tuyển và vận tải trên bộ và trên biển bị nước ngoài kiểm soát, Bắc Kinh liệu có còn đủ dũng khí để đấu tranh với Mỹ hay không? Điều này làm lộ rõ điểm yếu, cố hữu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thứ hai là Trung Quốc đang trong tình trạng thiếu năng lượng. Trung Quốc tuyên bố có thể tự cung cấp được 90% năng lượng, nhưng quy hoạch phát triển năng lượng 5 năm lần thứ 13 kết thúc vào năm 2020 lại nói rằng Trung Quốc hy vọng có thể tăng tỷ lệ tự cung tự cấp về năng lượng lên 90-80%. Điều này không khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. Bắc Kinh cũng ra sức phát triển năng lượng hạt nhân, thủy điện và năng lượng mặt trời, song lại cần nhập khẩu dầu thô và khí đốt thiên nhiên. Lượng tiêu thụ dầu thô mỗi năm tỷ lệ thuộc vào nhập khẩu lên tới 72%, tiêu tốn khoảng 240 tỷ USD. Ngoài việc không thể tự sản xuất đủ, hơn 70% dầu mỏ nhập khẩu vào Trung Quốc phải đi qua eo biển Malacca.
những năm gần đây, cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang. Mỹ bắt tay với các nước kiểm soát các tuyến nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc thông qua các chiến lược Ấn Độ và Thái Bình Dương, đã buộc Bắc Kinh phải phát triển hải quân biển xa để đối phó. Do đó, năng lượng đã trở thành điểm yếu lớn tiếp theo của Trung Quốc trong cuộc chiến giành quyền bá chủ tương lai với Mỹ. Thứ ba, đó là Trung Quốc đang phải đối mặt với vấn đề hệ trọng, đó là vấn đề tình trạng già hóa dân số. Đây là hình ảnh dân số Trung Quốc ngày càng già đi trong khi lại thiếu lực lượng lao động trẻ tuổi. Chính sách một con của Trung Quốc bị cáo buộc là sai lầm, gây ra thảm họa nhân khẩu học ngày nay ở nước này. Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc đã giảm mạnh. Giáo sư Lương Kiến Trương thuộc Đại học Bắc Kinh đã xuất bản một bài báo chỉ rõ thời kỳ sụp đổ dân số của Trung Quốc đang đến. Và nếu nước này không thể thúc đẩy tỷ lệ sinh tăng lên đáng kể thì sẽ rơi vào tình trạng suy giảm không đáy. Bài báo lấy dữ liệu từ các khu vực khác nhau làm ví dụ như tỷ lệ sinh ở Ôn Châu vào năm 2020 thấp hơn 19,01% so với thời kỳ năm 2019. Ở Hợp Phì giảm khoảng 23% và ở Thái Châu giảm tới 32%. Sự suy giảm dân số sẽ làm giảm tỷ lệ thanh niên và tăng mạnh tỷ lệ người cao tuổi. Nhà nghiên cứu Dị Phúc Hiền thuộc Đại học Wisconsin đã xuất bản cuốn sách Quốc gia trống rỗng, kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc đi lạc hướng. Chỉ rõ tỷ lệ sinh ở 3 tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Trung Quốc trong năm 2019 chỉ đạt 0,6%. Thấp hơn cả Nhật Bản là 0,68% và tỷ lệ sinh hiện nay ở khu vực Đông Bắc sẽ là tỷ lệ sinh ngày mai của Trung Quốc. Nhìn chung, sự gia tăng chi phí nhà ở, chi tiêu cho nuôi dạy con cái và giáo dục làm giảm mong muốn sinh đẻ của những người trẻ tuổi, khiến tình trạng lão hóa dân số ngày một trầm trọng và lao động thiếu hụt. Đây chính là thực hiện chưa mạnh đã già của Trung Quốc. Và con đường mà Trung Quốc đi cuối cùng sẽ phụ thuộc vào nguồn nhân lực. Vấn đề đáng chú ý là cuộc khủng hoảng nguồn nhân lực đáng báo động của Trung Quốc lại đang diễn ra ở một vùng của đất nước mà hầu như không thể quan sát được đối với người ngoài và thậm chí đối với hầu hết người Trung Quốc ở thành thị. Đó là ở vùng nông thôn của Trung Quốc. Trung Quốc đã bỏ qua việc phát triển ở nông thôn quá lâu. Nếu thực sự muốn trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao, Bắc Kinh cần phải hành động ngay từ bây giờ để nâng cao mức nguồn lực con người càng nhanh càng tốt và từ đó đặt nền tảng cho lực lượng lao động của tương lai. Thứ tư, đó chính là nút thắt cổ chai trong phát triển khoa học công nghệ tại Trung Quốc đã quá bị lệ thuộc vào nước ngoài. Đây là hình ảnh Trung Quốc phụ thuộc vào công nghệ Mỹ nhiều nhất ở ngành bán dẫn với các sản phẩm như chip máy tính, điện thoại và chip truyền mạch. Đây đều là những thành phần không thể thiếu trong các thiết bị thông minh. Các hãng của Trung Quốc gần như chưa có giải pháp hợp lý để thay thế. Khoa học và công nghệ chính là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt nhất trên thế giới trong thế kỷ 21. Khoa học công nghệ của Trung Quốc trước đây chỉ nhìn ngắn vì lợi ích trước mắt, đi tắt, kiếm lợi nhanh. Vì vậy, khi bị Mỹ cấm vận, các ông lớn công nghệ như Huawei, ZTE đều gặp khó khăn và mong móng chờ đến ngày Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận. Càng ngày, thách thức mà Bắc Kinh áp dụng mấy chục năm qua, những cưỡng ép doanh nghiệp nước ngoài chuyển giao công nghệ, ăn cắp bí mật công nghệ, sao chép công nghệ càng khó tiếp tục. Trong thời gian ngắn hạn sắp tới, chính quyền của tân Tổng thống Biden của Mỹ nhiều khả năng sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này. Do đó, để có thể thành công trong việc tự chủ nghiên cứu phát triển, Trung Quốc phải mất vài chục năm. Các phân tích ở trên cho thấy, mặc dù với nhiệm kỳ của ông Trump, nền dân chủ Mỹ đã có những bước đi lùi, tuy nhiên hệ thống dân chủ và các định chế chính trị quốc tế do Mỹ và các nước phương Tây đã xây dựng từ trước vẫn giữ vai trò xương sống trong trật tự của thế giới hiện hành. Mặc dù Trung Quốc vẫn đang cố gắng vượt Mỹ, bộc lộ ý định sắp xếp lại trật tự thế giới theo cách của họ. Nhưng Trung Quốc vẫn chưa thể làm được điều đó ít nhất trong thế kỷ này. Nhất là khi bốn vấn đề nổi bật mà Trung Quốc đang phải đối mặt vẫn phải giải quyết và đòi hỏi một môi trường quốc tế và thân thiện để phát triển hòa bình. Tuy nhiên, hàng loạt hành động theo kiểu phô trương cơ bắp của Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vài năm gần đây đã dấy lên sự dè chừng đối với Trung Quốc. Và ngay cả Việt Nam, một đất nước ngay sát Trung Quốc, với ý thức hệ tương đồng từ Đảng Cộng sản, nhưng cũng là hai nước hiện nay đang cạnh tranh nhau dữ dội trên Biển Đông. Và trừ khi Bắc Kinh thay đổi đường lối, nếu không môi trường thế giới sẽ dần trở nên bất lợi cho nước này. Từ đó, tác giả đã nhận định con đường phát triển của Đài Loan có thể là một bài học có thể giúp Việt Nam phát triển đứng vững trước sự đe dọa của Trung Quốc.
Đây là hình ảnh cố Tổng thống Đài Loan Tưởng Kinh Quốc và Tưởng Giấy Thạch, trong đó Tưởng Kinh Quốc là nhà lãnh đạo có công mở đường cho tiến trình dân chủ Đài Loan. Đài Loan trước đó dưới thời của Tưởng Giấy Thạch đã từng áp dụng mô hình tương tự như Trung Quốc Cộng sản với cách cai trị chuyên chế, độc đoán. Sau này, Đài Loan dưới thời kỳ của Tưởng Kinh Quốc đã phải lựa chọn, nếu tiếp tục giữ mô hình cũ thì chỉ là một bản sao của Trung Quốc Cộng sản và sớm muộn cũng sẽ bị Trung Quốc thôn tính. Chính vì vậy, Tưởng Kinh Quốc đã phải quyết định cải cách Đài Loan đi theo mô hình dân chủ phương Tây để có thể phát huy sức mạnh của nội lực cùng với sức mạnh của thế giới văn minh. Nhờ đó mà Đài Loan tuy nhỏ nhưng vẫn hiên ngang đứng vững trước mọi đe dọa của Trung Quốc. Vì thế, Việt Nam với tư cách là một quốc gia đang trên đường phát triển thành một cường quốc tầm trung, cần phải nhận thấy rằng nếu Việt Nam thực sự muốn hòa nhập với thế giới thì cần phải xây dựng đất nước theo hướng dân chủ tự do để có thể phát huy được các sức mạnh nội lực, đồng thời có thể tranh thủ được các nguồn lực từ bên ngoài khi hội nhập với thế giới. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý thức được bối cảnh quốc tế và nhu cầu phát triển trong nước hay không, và có dám đưa đất nước tiến theo con đường tất yếu của thời đại hay không, hay là chỉ canh cánh nỗi lo đi với Trung Quốc thì mất nước, đi với Mỹ thì mất đảng, để rồi tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đưa Việt Nam hội nhập để phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai 15 tháng 2 năm 2021 với bản tin Việt Nam sẽ theo mô hình Mỹ hay Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.